Không, tại mẹ con nói với cha con nói đang quay. Dạ cha, giờ đọc lại bút câu thơ nè, hồi nãy vậy gì ôi đâu phải qua đoạn đường lửa bỏng bảy quên rồi. Ôi đâu phải qua đêm dài lạnh cống, mặt trời lên là hết bóng mù sương. Ôi đâu phải qua đoạn đường lửa bỏng, cuộc đời ta phút chốc quá xiên đường. Hay quá. Rồi cha có cái bản gì mà bài thơ gì mà đến gì gốc cây rượu ta sẽ nhấp gì đó cha, phải cha đọc từ đầu ra cha. Bạn đó là rượu gốc cây ta sẽ nhấp mang nhìn xem phú quý tựa kim bao vậy? Dạ đúng rồi bạn đó, đó cái bài đó đó. Quên rồi. Nghĩ. Để là nhớ sao nổi nhớ tới lúc nào nhớ lúc đó. Nghĩ ví dụ nghe người ta nói không? Cái chuyện này không? Dạ. Chuyện này chuyện nọ mình nghe mình nhắc biết. Là cái mình nhớ dạ. Nhưng mà bốn câu có để con về con học nhiều khi vô đánh tiệc đồ nói cho nó có ý nghĩa, rồi. Ý nghĩa được chút à.